Rồi, một món quà chia sẻ về kiến thức trí tuệ trong trading mà mình muốn gửi đến anh chị em trong video này. Bằng cái cách là chúng ta xác định được giá hồi, tích lũy, sau đó vào lệnh với cái cách này với tỷ lệ thắng là 90%. Và trước mặt mọi người là một cái mô hình mà mình vẽ ra để cho mọi người dễ mường tượng, sau đó là chúng ta đi vào thị trường thực tế để chúng ta backtest, chúng ta xem được cái tỷ lệ thắng nó cao đến cỡ nào ha. Rồi, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta vào intro thôi. Rồi, cũng như lời đầu tiên thì để tạo động lực cho mình làm cái video tiếp theo á, thì mọi người hãy nhấn nút like cũng như bình luận một cái dấu chấm hay một cái dấu phẩy gì bên dưới cũng như được, hoặc là khen hay chê gì để bên dưới để cho cái video nó có tương tác. Và mọi người, những cái người mà họ xem cái thị trường này là màu hồng hay là họ chưa đủ kiến thức á, họ biết đến kênh để mà họ còn được học những cái lớp học miễn phí mà theo học trò mà mình đã dạy thôi nha, đánh giá thì nó không thua gì cái lớp học vài ngàn đô đâu nha. Đó là những lớp học miễn phí mà mỗi tháng AD mở một lần, và cái link thì ở dưới mô tả, mọi người cứ vào xem, không tin thì thôi ha, AD không dụng lời hay cái gì ở đây hết. Và cái quan điểm thì AD đã nói ở đầu cái video của cái bài thứ nhất của cái bộ phương pháp OK rồi, không nói lại nữa. Rồi, nhớ đăng ký kênh ha. Rồi chúng ta đi vào vấn đề thôi. Đầu tiên thì mọi người thấy một con sóng nó đi thì nó bất định, nó ví dụ như một cái xu hướng tăng hay là một cái xu hướng giảm thì nó luôn luôn có một con sóng lên. Ví dụ như bây giờ mình sẽ nói về cái con sóng tăng thôi, thì mọi người tự tư duy ngược lại con sóng giảm ha. Đó, giảm tăng gì thì do mình hiểu thôi, chứ giảm tăng thì nó là một chiều thôi, mình lật ngược lại thì nó như nhau nha. Rồi OK, thì mọi người thấy khi mà một con sóng nó đẩy lên như thế này, nó đẩy lên như thế này thì nó sẽ có đến một cái mức nào đó thì người ta không dám giữ giá nữa, thì những người họ bán non hoặc là những người họ không có đầu tư nữa, họ sẽ thoát thị trường, cho nên họ sẽ bán ra. Đó, với cái mức giá tới đây là họ nghĩ là cao lắm rồi, thì mua thị trường nó sẽ có cái động thái là hồi về là cái con sóng này. Thì ở đây mình muốn nói là ở đây cái độ hồi của nó rất là ít, đúng không, nó không có nhiều, nhưng đến đây thì nó lại tiếp tục, nó có một cái con sóng tăng tiếp, sau đó nó lại đến cái điểm này thì nó hồi về. Thì ở đây người ta cũng bán non, mà người ta cảm thấy giá ở đây nó rất là mạnh, nó rất cao rồi, người ta không có dám giữ nữa nên người ta mới bán xuống và giá nó hồi về rất là sâu, đúng không? Đó. Và ở đây thì tiếp tục sau khi nó hồi về thì nó lại tăng tiếp tục, nó tăng một cái con sóng tăng mới. Đó. Và nó lại tích lũy, nó hồi nhưng mà nó hồi không nổi, nó tích lũy ở đây. Đó, tiếp tục và ở đây nó lại đẩy lên và nó tiếp tục, nó lại hồi về. Vậy thì dụng ý ở đây mình muốn nói cái gì? Cho dù nó hồi ít hay hồi sâu hay là hồi ngang thì nó đều được gọi là các bộ sóng điều chỉnh. Các bộ sóng điều chỉnh ở đây có nghĩa là sao? Khi mà một thị trường nó đang tăng mà tới cái mức giá đó nó muốn tăng nữa, ví dụ như ở trường hợp này đi, nó người ta mua rất mạnh cho nên là cái chuyện mà bán non xuống hay cái gì đó nó cũng không làm ảnh hưởng đến cái giá nhiều, cho nên nó mới đi ngang, cho nên nó mới hình thành nên cái mô hình sideways ở cái vùng này đó. Cho nên là mục đích của mình muốn nói ở đây là khi mà giá mà nó vượt qua được chỗ này thì nó lại tăng rất là mạnh, hoặc là ở đây thì người ta bán xuống thì nó tạo thành mô hình sóng ABC luôn đó. Nhưng mà sau khi nó chạy xong ABC thì
tiếp tục nó lại tăng theo xu hướng. Vậy thì ở đây mình muốn nói cho mọi người rằng là mọi người hãy đánh là đánh theo đúng xu hướng và xem xu hướng nó như cái nền móng của mình, không được đánh ngược xu hướng. Xu hướng ở đây mọi người nên nhớ là mình xem cái xu hướng màu vàng này là xu hướng chính, mình đánh theo xu hướng chính. Còn cái đường màu trắng này thì mình không nên tham gia thị trường. Mình tham gia nó bất định lắm, nó không biết là nó hồi về tới đâu đâu, rồi rất là dễ lỗ ha, rồi nó lừa lên lừa xuống nữa. Trong quá trình nó lên nó xuống, nó không phải xuống dài đâu mà nó lên như thế này thế này, rồi nó xuống, rồi sell xuống là chết, nó quét thanh khoản rồi cũng là chết. Cho nên ở đây mà ở đây nói tới đây thì mọi người chưa có hiểu đâu, nhưng mà coi thêm tí xíu đừng tu nhanh thì mọi người sẽ thấy được cái sự hay của nó nha. Rồi bây giờ mình sẽ lên mình backtest một cái lệnh, đại một cái lệnh nào đó, nhằm một cái khung ngày nào đó mình để ngẫu nhiên trong quá khứ ha, cho nó thực tế. Rồi ở đây là cái khung 5 phút thì bây giờ mình sẽ qua khung H1, khung H1 1 giờ đi. Đó, qua khung 1 giờ để mình xác định đây là sóng gì cái đã ha, mình xác định coi đây là sóng gì cái đã, mình xóa cái này đi. Rồi mình coi xác định đây là sóng gì cái đã, thì ở đây nếu mình xác định sóng lớn thì khả năng mình bỏ qua khúc này hay những cái khúc mà xác định sóng này thì mình đã chỉ ở trong những cái video trước rồi, mọi người không biết thì xem lại. Thì ở đây mọi người thấy đây là khung 1 này. Đó. Ở đây là khung 1 ha. Rồi, thì ở đây khung 2 hợp lý chưa? Mình đang xác định sóng lớn để mình tìm hiểu cái con sóng nhỏ nha. Vậy thì ở đây là con sóng 1, nhưng con sóng 2 nó tới đây nó sâu hơn nữa, có khả năng con sóng 2 nó tới đây. Thì có nghĩa là ở đây là bộ sóng A, B, C. Đó, khả năng thôi nha, khả năng thôi. Mọi người coi video chưa đủ đâu. Nếu được, nếu mà không hiểu thì nói chung là 10 người thì coi thì có 1-2 người gì đó tự học được, còn lại 100 người chứ thì được chắc vài người học là tự học được, còn không phải vô lớp để chuyên sâu hơn ha. Rồi tiếp tục này, ở đây á, là sóng ABC có khả năng thôi ha, tại vì ở đây nó có một cái vùng gọi là giống như là ở đây là con 1 này, đây con 2 ABC, có khả năng như là nó đang có cái cú hồi về giống như hồi nãy mình nói đó. Đó là nó hồi về cái vùng này. Thì mình nhìn rộng ra mình thấy xu hướng này nó đang tăng đúng không? Đang tăng tăng thì mình không có được đánh giảm. Đó, mọi người phải đánh giảm rồi. Ở đây mình xác định để chi? Để mình thấy rằng là hiện tại là nó đã về gần cái vùng gọi là giống như là key level rồi, mọi người không có được tham gia thị trường, mà bây giờ trường hợp này mình phải đợi ha. Mình sẽ qua bên khung 5 phút. Rồi. Khung 5 phút. Bắt đầu mình đợi thị trường, mình thấy này nó có cái sóng tăng lên nè, nó có đà tăng lên nè. Đúng không? Thì ở đây thì mình không có biết được, đúng chưa? Thì mình con sóng 1 thì không bao giờ mình biết được hết á, mình phải đợi khi nào mà con sóng 2 nó hình thành á thì mình mới biết được nhé. Chứ còn mà con sóng 1 mình phải đợi thôi, sao mình biết được đúng không nào. Ở đây thì những cái kiến thức trước đó để làm trong các video thì mọi người nên xem lại nha, nên xem lại cho kỹ. Rồi thì giá tới đây, giá tới đây có vẻ là như hồi nãy AD đã nói là con sóng nó hồi lên đúng không, rồi bắt đầu nó có một cái trường hợp là tích lũy hoặc là hồi về, đúng chưa nào. Vậy thì trường hợp này nó đang có khả năng là nó hồi về ABC đó, nó hồi về ABC. Mọi người mới sẽ coi không hiểu đúng không nào. Thì khi nó hồi về xong thì mọi người đừng quan tâm đó là sóng 1. Ở đây AD muốn nói là đừng quan tâm con này là con 1 hay là con này là con 2 làm gì hết, mà hãy quan tâm cái hình chữ nhật này nè, dụng ý hồi nãy giờ AD mình muốn nói chỗ này là hãy quan tâm cái khúc này để mình biết rằng sau khi cái ô vuông này nó hoàn thành thì tất nhiên con sóng kế tiếp nó sẽ đi theo xu hướng, thì được gọi là sóng đẩy. Thì mình mục đích của mình là đánh mình ăn con sóng đẩy này
Đó, mọi người hiểu chưa? Còn cái chuyện mà sống khi nào nó xong thì nhiều khi nó lên hoài luôn, sao mà biết được sống hay xong. Thì mình đánh như vậy để mình bắt con sống dài ha. Thì cứ sau khi cái hộp này nó gì nó chạy xong, có nghĩa là khi nó xác nhận nó chạy xong này thì mình vào lệnh đúng chưa nào. Giống như ở trường hợp này thì khi AD vẽ xong ABC rồi thì thấy rõ ràng là giá nó còn lên nữa, nó bắt đầu nó lên thì AD sẽ vào lệnh ở đây và SL ở đây. Trường hợp này nó vượt đỉnh ra thì AD sẽ TP về cái vùng đỉnh này hoặc là một số 1.8, ok chưa? Đó thì AD sẽ quản lý lệnh ở những mức nào, AD sẽ quản lý lệnh ở vùng 1 này và vùng một số 1.8 này, vùng 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 đỉnh này, vùng đỉnh này thôi. Rồi AD sẽ ăn về vùng một số 1.8, nhưng mà ở đây có một khúc khung mà thôi, nhịn đói luôn đi. Thì tỷ lệ của đây chỉ có hơn một thôi, nhưng mà mình thấy cái lệnh này rất chắc ăn. Vì sao? Vì mình có quản lý lệnh ở cái vùng này rồi. Cái thứ nhất, thứ hai là con sống 3, 1 rồi tới 2 rồi tới 3, rất là hợp lý đúng không nè? Đó, rất là hợp lý. À, nếu mà 3 tới đây thì mình quản lý lệnh mình cũng ok rồi. Kế hoạch tới đây mình giờ SL hay là mình chốt một phần gì đó là tùy mọi người nha. Thì xem coi giá nó có đi đúng hướng hay không. Thì mục đích của đây muốn chỉ mọi người ở đây là mình ăn con sống sau khi cái thị trường nó hồi hoặc là nó tích lũy, chứ mọi người đừng có canh ở đó là sống gì rồi rất là rất rối ha. Đó, tới đây thì mình quản lý lệnh rồi ok rồi, có thể là giờ SLV và chốt một ít đi chẳng hạn, hoặc là để SL lại, để SL lại luôn và chốt thế thôi. Để SL lại là hoặc là chốt nhé. Thì thị trường nó đi xuống, kệ nó. Lúc này thì mình theo cái bộ nguyên tắc là mình không được nhìn đến. Thì ai chưa có bộ nguyên tắc thì vào trong nhóm Zalo đó, ở đây có cái bộ nguyên tắc ở trong bài game đó, thì đọc ha, đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Rồi rồi giá chạm TP ha. Vậy thì ở đây anh em muốn nói mọi người cái gì? Mọi người đừng có quan tâm ở đây là sống gì. Giống như thị trường bây giờ nó chạy tới đây đi, nó chạy tới chỗ này đi, thì cái hộp của nó là cái sóng hồi của nó là cái chỗ này, cái vùng này nè. Thì có nghĩa là coi từ con sóng này tới con sóng này đó là con sóng đẩy, thì tới đây là con sóng hồi hoặc con sóng tích lũy đúng không? Tại vì người ta mua lên tới đây xong rồi người ta bị tâm lý người ta mới bán xuống, thì nó bán xuống tới đây là hết cỡ rồi, thì khi này nó tăng lên nó có cái xác nhận này, nó có cái xác nhận này đó. Đó. Thì ở đây mọi người có thể vào lệnh ở đây được nha. Nó không có khó, nhưng mà quan trọng là đừng có nhìn ra đây làm rồi thấy cũng dễ rồi cứ vô lệnh này thì nó lỗ nha. Nó phải học cho kỹ và hiểu kiến thức từ cái vừa dễ sống trước đó thì mới biết được. Rồi tiếp tục ở đây lại test thêm một lệnh cho mọi người xem nhé. Bây giờ ở đây mình bỏ qua rồi đúng không? Rồi mình đợi này, bây giờ là con này nè, con này nó đẩy lên nè đó. Thì bây giờ tới đây bắt đầu là nó gì, nó lại hồi xuống nữa. Rồi nó hồi xuống đúng không? Nó hồi xuống cho nó có động thái tăng lên nè, nó có động thái tăng lên nè. Nhưng mà khi nào nó vượt qua nè, cái cú hồi của nó là cái cú hồi nằm trong ô vuông này này ha, nó nằm trong ô vuông này, và khi mà nó vượt qua cái đỉnh này thì mình lại tiếp tục mình vô lệnh để cho nó chắc ăn. Còn nếu mà mình vô lệnh ở đây bắt buộc mình phải quản lý lệnh ở đây ha, những cái đỉnh này. Thì bây giờ nếu mà anh em vào lệnh ở đây đi, vào lệnh đây SL đây, thì bắt buộc mình phải quản lý lệnh ở cái vùng đường nát đỏ mặt đất này, và mình ăn về Fibonacci hoặc là mình ăn đúng cái mũi tên này luôn cũng được. Đang tới đây à, tới đây mình phải giờ SL ha, giờ SL đó, tới đây là tới cảnh báo này à, nhớ giờ SL rồi zero và bị cắn SL zero luôn, bị vốn luôn. Vậy thì con sóng này nó đẩy tới đây luôn đó, vậy thì cái lệnh này thất bại này, cái lệnh này là quầy vốn này rồi, ok cái lệnh này quầy vốn này nha.
tiếp tục, mình cứ đợi, đừng có sợ là nó xuống, mình cứ đánh tăng thôi, đánh xem xu hướng là nền móng ha, rồi mình đặt cái này đi. Vậy thì ở đây những nếu mà ai học cái bài quét thanh khoản rồi á, thì ở đây rõ ràng đây là cái vùng hình chữ nhật của nó mới đúng này, đây là cú hồi của nó hồi về đây đúng không, thì nó mới có cái mô hình xác nhận chỗ này này. Như kinh nghiệm ở đây là đây sẽ vào lệnh rồi, ở đây vào lệnh tiếp tục ha, vào lệnh ha, nhớ lên đây quản lý lệnh tiếp cho đây, nhớ lên đây là quản lý lệnh nha. Rồi nhớ lên đó là quản lý lệnh cho đây, rồi quản lý lệnh về trên rô nha, hoặc là chốt một ít gì đó lại tiếp tục về vốn nha. Nhớ cái quản lý lệnh nó quan trọng lắm. Vậy thì nó quét thêm một lần nữa, vậy thì tính ra con đẩy nó tới đây đúng không, không sao hết. Hay xem tiếp này, không sao hết, xem tiếp, nhớ quản lý lệnh là tốt, không sao hết nha. Mình xem coi nó đi cái kiểu gì, nói không, nó quét thanh khoản không. Mọi người nhớ học kỹ cái bài quét thanh khoản, nếu còn nếu mà muốn ai đây dạy kỹ cái bài quét thanh khoản nữa thì làm thêm một một hai cái video về quét thanh khoản nữa cho người xem, thì có gì bình luận bên dưới ha. Này là một lần quét thanh khoản này, lần này cũng quét thanh khoản luôn này, rồi lần này nó quét 3 lần đúng không, nó quét 3 lần nó không lên nữa, thì theo kinh nghiệm ở đây thì nó quét lần thứ ba nó phải lên thôi, chứ chẳng lẽ nó quét nữa, đò nó quét tới đây luôn, rồi lực nến nó tăng mạnh như thế này thì với AD là AD vào lệnh rồi đó, nó qua nó cũng có xác nhận luôn này, thì AD lại tiếp tục quản lý ở cái vùng này, cái vùng những cái đỉnh đi ngang này đó. Và AD ăn về đây con sóng đẩy, là đây là con đẩy này, đẩy từ đây tới đây ha, AD tiếp tục ăn đúng cái mũi tên này, ăn về đây đúng không, ok chưa, nó ăn được 1.5 thôi, không có nhiều nha, ăn được 1.5 không nhiều. Còn nếu mà muốn ăn nhiều á thì gỡ gồng lệnh, gồng lệnh thì đo Fibonacci này, tới đây một là quản lý lệnh, rồi gồng tới 1.8 luôn, ok chưa, nhớ quản lý lệnh ở cái vùng này. Còn nếu mà nó nhớ nó lên tới cái vùng mà đường màu đỏ nét đứt đó là lo mà giờ SL đi, còn nó lên đây lo chốt một phần đó, kế hoạch của mình là vậy. Rồi lên đây rồi nó chạm cái này luôn rồi, chạm một luôn rồi, phóng rất mạnh đúng không. Vậy thì ở đây mình lo mình chốt gì, mình chốt 80% đi, mình gồng 20% cho nó khỏe, rồi mình giờ SL luôn, coi như ở đây là mình lời rồi đó, mình chốt hết 80% giá trị cái lệnh mình đi, xong đúng không, rồi mình đợi chờ thị trường nó chạy thôi. Nó lỗ thì nó có cắn SL0 của mình được, mình cũng không sợ, mình gồng tới đây rồi cũng ghê rồi đúng không. Còn cái chuyện mà mình gồng tới 1.18 là mình để mình bỏ đó, ở đây nó lại có một cái con sóng này đẩy lên nữa nè, mọi người thấy nó nhọc nhằn không, đây nè đó, thì tiếp tục nó lại hồi về đây đó. Đó. Thì mình lại có lệnh nữa này, mình lại có lệnh nữa này, có lệnh nữa đó, thì mình cứ vô y chang như vậy chẳng hạn. AD vô thử đi, đừng có nhìn thị trường nha, khi mà vào lệnh rồi đừng có nhìn thị trường nha, nhìn thị trường là bị FOMO, bị tâm lý liền luôn, là dễ bị SL lắm nha. Hoặc là cái lệnh này có thể mình thấy ấy quá thì mình gồng tới đây chẳng hạn, mình gồng tới đây, mình gồng 261.8 luôn chẳng hạn, và mình nhớ quản lý lệnh ở cái vùng này ha, nhớ quản lý lệnh ở cái vùng này này, thấy không, nó gần bé được cái SL luôn này, cái lệnh này cũng chưa bị zero nha, thấy chưa, nếu mà nhìn nó là chết rồi, nó lên khả năng là nó lên, nhìn như vậy thì mấy ông nghĩ xuống thị trường đang tăng rõ ràng, nhìn vậy mà đi đánh xuống thì thôi, biểu sao không lỗ, người ta đang có tâm lý người ta đầu tư đúng không, cho nên là đánh ngược xuống nó nguy hiểm lắm, cho dù đánh ngược xuống có thắng đi nữa sau này cũng lỗ hết à, tại vì khi mình đánh ngược xuống nó lỗ rồi, mình nóng mặt cái là mình gì, nó lên đây quản lý lệnh này màu đỏ này, tiếp tục cấu 80% cái lệnh này đi, đi qua H1 đi cho nó nhanh ha, làm video nó hơi dài, nó nguyên cái cây thẳng đuột như thế này
Rồi cái này lệnh này mình chốt 8% mình gồng cái này thì ok rồi ha. Rồi thì tiếp tục á là mọi người nên nhớ, để mà làm được như AD thì phải học kiến thức cho cơ bản cho thật vững. Phải kiếm cho mình một người thầy thật là có tâm và họ dạy đúng kiến thức. Đúng kiến thức là sao? Giống như ví dụ như một hạt giống á, mà gieo ở sa mạc thì đâu, đất đâu có đúng nên sao nó lên, nhưng mà gieo ở vùng đất màu mỡ thì nó lên. Cái người thầy quan trọng lắm, mà đúng phải đúng cái người thầy cơ, người thầy phải đúng kiến thức và họ đủ trải nghiệm cơ, họ phải dạy kiến thức làm được cơ thì mới là làm được. Còn khi mình đã hiểu được căn bản của ông dạy rồi thì qua quá trình mình trải nghiệm nó còn bao nhiêu cái khó khăn vô vàn, bao nhiêu thời gian, bao mấy năm nữa mình đúc kết rồi, từ từ mình mới bước sai rồi mình mới gì, mình mới bắt đầu cái sai nó bớt thì cái đúng nó nhiều, thì bắt đầu mình mới có lợi nhuận, mình mới giữ được vốn đó, mình giữ được vốn xong rồi mình mới có lời đều rồi bắt đầu mình có thành trader thật thụ, chứ không phải đơn giản. Đừng có giật tóc bất đạt ha. Và nên nhớ này, đây tin một điều chắc chắn luôn, có đức mặc sức mà ăn, mà ai á mà có giỏi cái nào giỏi nhưng mà không có phước thì cũng chả có tiền được, không có cái nịt đâu. Cho nên là viết sống phải biết tạo phước đức, phải biết tạo công đức ha. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Bye bye.